Vô. Rồi, tiếp nha. Ok. Đây, bậc 3 mình chia cho bậc gì? Bậc 1 như vậy sẽ lòi ra một thằng bậc 2, lòi ra thằng bậc 1 và cuối cùng lòi ra cái tự do và cuối cùng là thằng dư. Đúng không? Như vậy mình đặt cái đa thức ra mình chia như vậy là mình được là trừ 2z mũ trừ 3 cộng 1. Mình chia đa thức cho 1 cộng 3z mũ trừ 1. Ngược nha, 3z mũ trừ 1 cộng 1. Thì mọi người tiến hành chia đa thức cái này ra. Ha, mình chia đa thức cái này ra thì lúc này mình được cái kết quả của mình là bao nhiêu? Trừ 2 phần 3 z mũ trừ 2 cộng 2 phần 9 z mũ trừ 1 trừ 2 phần 27 cộng 29 phần 27 nhân cho 1 cộng 3 z mũ trừ 1. À, như vậy lúc này cái vòng tròn của tôi nằm đâu? Vòng tròn của tôi chỗ này, số 3. Thấy không? Vòng tròn là 3. Nhưng để nói là cái vùng hội tụ của tôi ấy là lớn hơn 2. À, cái vùng hội tụ của tôi lớn hơn 2, như vậy lúc này cái vòng tròn của tôi nó vẫn có thể là lơ lửng. Đúng không? Tại vì nếu nó lớn hơn 2 thì nó vẫn có thể trong trường hợp nó lớn hơn 2 nhỏ hơn 3. Ví dụ chỗ 2 chỗ này đi. Đó, lớn hơn 2, nhỏ hơn 3. Hoặc là trường hợp thứ hai là lớn hơn 3 luôn. Như vậy mình xét cái trường hợp thứ nhất nó lơ lửng đi. Thì đề nó lớn hơn 2 mà nó lơ lửng trong đây. Thì lúc này nó có chứa được 3 nữa không? Không chứa được 3. Mà không chứa được 3 thì từ đó 3 sẽ lại bị gì? Phản nhân quả. Vậy đó mấy thằng này bình thường nha. Nha, trừ 2 phần 3 z mũ trừ 2 thì biến thành trừ 2 phần 3 delta n trừ 2. 2 phần 9 delta n trừ 1 trừ 2 phần 7 delta n. Nhưng tới thằng này phản nhân quả. Vậy là gì? 29 phần 27. 1 cộng 3 chính là 1 trừ cho trừ 3. Như vậy là trừ 3 mũ n. U trừ n trừ 1 thêm dấu trừ. Đây. Được chưa? Rồi. Lớn hơn 2 thì còn một cái trường hợp đó là gì? Lớn hơn 3 luôn. Mà lớn hơn 3 cái trường hợp này lúc này chứa được thằng 3. Mà chứa được thằng 3 thì thằng này lúc này nhân quả. À, mà nhân quả hay lúc này là sao? Bình thường lại ha. Trừ 3 mũ n. U trừ n trừ 1 biến thành u n. Không có dấu trừ nữa. Vậy là mình đã kết luận được hai trường hợp có thể lấy ra. Được chưa? Tại vì cái điểm cực mình cho so sánh là 3 mà đề chỉ cho lớn hơn 2 thôi. Lớn hơn 2 chắc ăn sẽ có một trường hợp nó vẫn nhỏ hơn 3. Đó. Mọi người nắm được nha. Tuy nhiên nếu mình chia đa thức như vậy rất là dài. Mình có thể làm cái cách mà như hồi nãy tôi nói với mọi người ở đầu buổi á. Tức là mình lợi dụng cái tính chất dịch chuyển á. Đây nè. Thay vì như vậy đi. Tôi ghi lại một phép màu mới. Là 1 trên 1 cộng 3 z mũ trừ 1 thằng thứ nhất. Được chưa? Thằng thứ hai là gì? Tôi trừ 2 riêng ha. Rồi 1 trên 1 cộng 3 z mũ trừ 1. Chẳng qua nó nhân thêm một cái lượng là bao nhiêu? Z mũ trừ 3. Đó. Nếu như tôi xem thằng này là xz thì tôi có biến đổi. Ngược sẽ là xn. Thì thằng này thật ra nó chính là gì? Trừ 2 nè. Đây cũng là xz nhưng nhân thêm một cái lượng là z mũ trừ 3. Như vậy chính là xn trừ trừ 3. Đó. Thì tôi có thể sử dụng hai cách này. Nha, nếu như cách này thì tôi khỏi cần chia đa thức. Đó. Như vậy cách thằng này chính là gì? Ừ, thằng này nó sẽ là, ví dụ đi, nói với nó là nhân quả đi, nhân quả nó sẽ là trừ 3 tất cả mũ nun, được không? Nếu nó nhân quả thì nó sẽ là trừ 3 ha, trừ 3 tất cả mũ n nhân cho un, rồi nó trừ cho 2 n trừ 3, như vậy là trừ 3 mũ n trừ 3 và nhân cho un trừ 3 nhân quả. Còn phản nhân quả thì lúc này sẽ là gì? Trừ 3 mũ n nhân u gì trừ n trừ 1, đặt dấu trừ ở đây và sau đó lại trừ 2 thay n bởi n trừ 3 vô. Đó là cách thứ hai nếu mọi người muốn làm nhanh khi khỏi chia đa thức, tức là mình lợi dụng cái thằng này để là mình làm cái phép trễ. Còn nếu mình tự tin về khả năng chia đa thức của mình thì mình cứ chia ra như thế này. Ok ha, mình hình dung được hai cái hướng là rồi. Câu B nó kêu gì đây? Xác định phương trình quan hệ vào ra và vẽ sơ đồ khối chính tắc của toàn hệ thống trên. Phương trình quan hệ vào ra chính là phương trình sai phân. Muốn có phương trình sai phân thì tôi phải có được cái gì? Cái xz chia cho yz trên xz. Mà yz trên xz chính là tôi phải có hz. Đó, mà muốn có hz thì tôi phải bắt buộc tính như hồi nãy mình vừa nói nè. Thấy không? H1 nè, nó nhân cho hai thằng này cộng lại với nhau. Bây giờ nhiệm vụ của mình phải tính được cái hz này. Như vậy lúc này mình thay vô nha. Mọi người tập trung một tí nha. Bài này nó hơi mệt. Đây. Hiện tại H1 mình vừa tìm được rồi, đúng không? H1 là phương trình sai phân người ta cho. Nhưng mà H2 nó cũng cho dưới dạng phương trình sai phân luôn nè. Với Y1 là ngõ vào, Y2 là ngõ ra. Đó thì lúc này mình cũng tiến hành biến đổi Z2 vế thì lập tức mình sẽ có phương trình sai phân thôi, mới có hàm truyền thôi. Như vậy tôi tiến hành tôi biến đổi Z2 vế nha. Đây.
y2z bằng y1z trừ 2z mũ trừ 1 nhân yz cộng 2z mũ trừ 3 nhân y2z. Từ đó tôi rút ha, tôi lấy lại y1 đây là 1 trừ 2z mũ trừ 1, thấy chưa? Rồi, 2z mũ trừ 3 tôi đá ở bên kia nè, cái cụm này nè, tôi đem qua đây. Đấy, như vậy là 1 trừ 2z mũ trừ 3. Rồi mình thấy z mũ trừ 3 thấy có điểm rồi. Nhưng mình cứ đi tiếp đi. Từ đó mình viết cái phương trình mình ra là gì? Hz bằng h1 nhân cho h2 cộng 1 trên cái cụm này là đề cho nè. Ha, cái hệ thống này đề cho nè mọi người. Đó, và hệ thống rất là su nha, mình bấm dưới mẫu là nghiệm phức. Mẫu là nghiệm phức. Đó, bây giờ mình nhân vô. Thì cái bây giờ tôi tiến hành tôi nhân phân phối cho được không? Ha, tôi lấy h1 tôi phân phối cho từng thằng, h1 phân phối thằng này, h1 phân phối thằng này. Đó, tại vì h1 tôi có rồi, h1 là bao nhiêu? Đây tôi vừa tìm nè. 1 trừ 2z mũ trừ 3 trên 1 cộng 3z mũ trừ 1. Mà nếu tôi nhân với h2, đây, h2 đây là 1 trừ 2z mũ trừ 1 trên 1 cộng 1 trừ 2z mũ trừ 3. Như vậy h1 nha, h2 đây. Được chưa? Rồi đây cũng vẫn là h1 đây, h2 đây. Thì mình thấy ở cái thằng h1 nha, h2 có phải cái lượng này nó làm sao mọi người? Triệt tiêu. Đúng không? Cái lượng này nó bị triệt tiêu. Như vậy nó chỉ còn lại là 1 trừ z mũ trừ 1 trên 1 cộng 3 z mũ trừ 1, tức là cái lượng h1 nhân phân phối với h2. Còn lại là gì? H1 nhân cái nùi này nó vẫn là giữ nguyên thôi ha. Đây, cái nùi này. Tôi tiến hành tôi đem xuống. Được chưa? Được nha. Rồi, bây giờ cộng hai phân số nè, cộng hai phân số bắt buộc tôi phải quy đồng đúng không? Mình coi mẫu thức chung của mình bây giờ là thằng nào mọi người. Thằng này là 1 cộng 3z mũ trừ 1, thằng này cũng có 1 cộng 3z mũ trừ 1. Nhưng mà thằng này có thêm cái lượng này. À, như vậy mẫu thức chung của mình chính là thằng bự nhất. À, như vậy mẫu thức chung của tôi nằm đây. Rồi, như vậy là cái thằng này đang thiếu cái lượng gì? Thiếu cái lượng phức nè. Như vậy tôi nhân trên tử là 1 trừ 3z mũ trừ 1 cộng 4z mũ trừ 2. Đó, để khi mình tách ra cái này với này triệt tiêu nè. Được chưa? Rồi thằng này thì cái mẫu đầy đủ rồi, như vậy chỉ còn là một mình cái này thôi. Rồi bây giờ mình lại dùng khả năng toán học của mình để mình đi biến đổi ha. Nhân phá này ra, nhân phá cái này ra, nhân banh tung cái tử cái mẫu luôn. Nha, nhân tung tử mẫu luôn thì mình viết được cái sơ đồ khối của nó được. Như vậy sau khi tôi nhân vào tôi được cái kết quả là gì? 2 trừ 5 z mũ trừ 1 cộng 9 z mũ trừ 2 trừ 6 z mũ trừ 3 cộng 2 z mũ trừ 4 và trừ 4 z mũ trừ 5. Và giới tử của tôi nhân vào tôi được là 1 trừ 5 z mũ trừ 2 cộng 12 z mũ trừ 3. Đó, mà câu B nó kêu gì làm gì qua này? Quan hệ vào ra, tức là tìm phương trình sai phân, có phương trình sai phân vẽ sơ đồ khối. À, như vậy có phương trình sai phân thì tôi đặt cái cụm này là xz, yz trên trên xz. Được không? Và nhiệm vụ của tôi là nhân chéo. Nhân chéo. Đây, nhân chéo. Và sau đó tôi trả về miền thời gian tôi được một cái hàm như thế này. Có x nè, thấy không? Có y luôn. Đó, mình xác định cái bộ trễ lớn nhất là trễ mấy trong trường hợp này? 3, 4, 5, trễ 5. Như vậy sẽ có một cái bộ trễ nằm ở giữa ha, 5 cái bộ trễ ghép nối tiếp với nhau. Sau đó mọi người vẽ cái sơ đồ chính tắc 1 ra là được. Vậy là mình hoàn tất câu B. Được không? Câu B này hơi cực nha mọi người. Mình phải biến đổi, mình nhân phân phối vô một cái nè. Nhân phân phối cho nó gọn gọn bớt đi. Đó. Chứ mọi người lấy hai này mọi người cộng trước, rồi sau đó mọi người nhân cho h1 thì nó còn rối dữ nữa. Tại vì nếu mình nhân phân phối với nhau thì mình thấy hai thằng này bị triệt tiêu nè, thấy không? 1 trừ z mũ trừ 3 triệt tiêu nó đỡ cho mình một tí. Còn nếu mình lấy hàng này mình cộng lại sau đó mình nhân thì nhầm khi nó cực. Đó là sau đó mình rút gọn, mình biến đổi các kiểu ha, tính toán cho kỹ lưỡng nha. Sai một số là mình đi hết nguyên bài luôn. Để đưa về cái dạng cuối cùng là dạng này là khỏe rồi. Đấy. Mình coi câu C. Vẽ giản đồ cực zero của toàn hệ thống thì có hz rồi, vẽ cực zero dễ thôi. Đây. Hz nè, bậc cao nhất của tử và mẫu là bậc mấy mọi người? Bậc 5. Thấy không? Bậc 5. Vậy tôi nhân cả tử và mẫu cho bậc 5. Đây. Đó, như vậy lúc này tiến hành là gì? Giải phương trình. Thấy cực không? Cái phương trình trên này nè, chưa chắc gì giải được bằng bằng máy tính nữa. Như vậy bắt buộc mình phải nhẩm nghiệm. Đây, mình có thể nhẩm nghiệm được trong trường hợp đó bằng như mình ship son á. Đó, mình ship son, mình tìm ra một nghiệm nào đó của nó đi. Đó, rồi sau đó mình lấy cái nghiệm ra đó, mình học nè xuống bậc 4. Được không? Ok ha. Rồi giả sử mình tìm được một nghiệm khác nữa, giả sử mình tìm được hai nghiệm đi, thì bậc 4 mình học nghe lần nữa về bậc 3. Đó, mình tìm nghiệm trên tử và nghiệm dưới mẫu. Được nha mọi người. Còn nghiệm dưới mẫu thì lúc này muốn giải bậc 5 thì dễ thôi, mình lấy z mũ 2 ra nè. Thì bên trong còn là z mũ 3 nè, trừ 5z nè, cộng 12 nè.
Đó, thì lúc này bậc 3 này bấm được rồi, dích bình phương thì bằng 0. Thì mình sẽ giải được cực và 0. Ok. Mình qua câu D nhé. Tìm đáp ứng sung nhân quả cho nhân quả rồi. Cho nhân quả là hiển nhiên là luôn luôn có UN kho biện luận như mất công nhé, của toàn hệ thống. Rồi, như vậy lúc này muốn tìm HN là phải có HZ. Tôi có HZ chưa? Có rồi. Nhưng mà HZ tôi lấy cái thằng nào bây giờ? Không lẽ tôi lấy cái thằng mà tôi vừa nhân tung cái này ra hả? Lấy như vậy đâu có được, bậc 5 tôi phải chia bậc 3 hả? Không, lấy cái thằng mà trung gian mà chưa có làm gì hết á. Này, tôi sẽ lấy lại cái thằng mà trung gian của tôi đây. Mọi người thấy không? Đây ha, hai thằng này nhân phân phối nhau nè. Thì thằng này này đơn giản tí đi, như vậy tôi sẽ lấy bắt đầu từ đây đi làm công chuyện. Được chưa? Tôi lấy cái cụm này ha. Đó, tôi tiến hành tôi đi residue. Như vậy lúc này tôi sẽ chọn cái thằng này để tôi đi biến đổi. Rồi, thì đầu tiên mình sẽ làm cái gì? Mọi người coi nha. Thay vì chỗ này của tôi tiến hành residue á thì nó sẽ rất mất thời gian. Tôi lợi dụng cái tính chất dịch chuyển nãy tôi nói mọi người. Mình để ý nè. Bậc 1 bắt buộc tôi phải chia ra thức. Đó, rồi. Trừ 3, trừ 2 là bậc mấy mọi người? Trừ 2, trừ 3 là bậc 5. Dưới mẫu, trừ 1, trừ 2 là bậc 2. Như vậy 5 với 2 bắt buộc tôi phải chia ra thức nữa. Thì mất công quá. Bây giờ tôi sử dụng tính chất mà dịch chuyển mọi người coi nha. 1 thì tôi tách ra. 1 trên 1 cộng 3 z mũ trừ 1. Rồi thằng z mũ trừ 1 này cũng chính là 1 trên 1 cộng 3 z mũ trừ 1. Nhưng nó chỉ nhân thêm một cái lượng là gì? Z mũ trừ 1. Vậy mình tìm được thằng đầu, suy ra thằng đuôi liền không? Được. Đó, ok ha, như vậy tôi gọi thằng này là H1Z. Thì thằng này của tôi chính là H1Z. Nhưng mà nó nhân thêm một cái lượng gì? Z mũ trừ trừ 1. Tới thằng này, bây giờ mình bóc cái thằng nào mình giữ lại, thằng nào làm dịch chuyển này. Bây giờ mình coi nha. Nếu như tôi chọn cái cụm này là cái cụm dịch chuyển, tôi giữ lại cái cụm này được không? Nếu tôi giữ lại cụm này, bậc tử là bậc 3, mẫu bậc 3, hồi tôi phải chia ra thức nữa đó. Không, vì mình sẽ không chọn như vậy. Mình sẽ chọn lại. Nha, như vậy tôi chọn là tôi giữ lại cái này. Được không? Vì trên tử lúc này là bậc 2, dưới mẫu là bậc 3. Đó, bậc 2, bậc 3 được khỏi chia. Như vậy lúc này tôi gọi thằng này là H2Z. Thì có phải tôi tách ra không? Một nhân trong nguyên cụm này chính là nguyên cụm này. Rồi sau đó là trừ 2Z mũ trừ 3 thì chính là nguyên cụm này. Nhân thêm một cái lượng là 2Z mũ trừ 3. Đó, mà mình đặt thằng này là H2Z. Thì thằng này của tôi chẳng qua là gì? Trừ 2 H2Z nhưng mà nhân thêm một cái lượng là Z mũ trừ trừ 3. Như vậy sau khi chuyển về miền thời gian, H1Z biến thành H1. H1Z nhân Z mũ trừ 1 thì biến thành H gì? H1N trừ 1. Rồi, H2Z thì biến thành HN. Còn lại là H2Z nhưng mà nhân Z mũ trừ 3 thì biến thành là H2N trừ 3. Vậy tôi chỉ cần tìm được H1, tôi ra được thằng này. Tôi tìm được thằng H2, tôi ra được thằng này. Bây giờ làm H1 trước dễ nha. H1 là bằng 1 trên 1 cộng 3 z mũ trừ 1. Từ đó mình suy ra H1 được không? Được. Áp dụng công thức thôi. Là trừ 3, tại vì 1 trừ cho trừ nè. Vậy là trừ 3 mũ n UN. Lý do có UN vì tín hiệu đề cho là nhân quả. Xong mình xử lý thằng H2. H2 là cái cụm này mình chọn nè. Là 1 trừ z mũ trừ 1 cộng 2 z mũ trừ 2 nhân cho cái lượng này. Thì mình đánh giá thôi. Cái residue này là một cái dạng gì? Đơn và phức. Mình chú ý nha, đơn nè, phức nè. Mà có đơn có phức á, thì lúc này tôi phải làm gì mọi người? Tách đơn riêng, phức riêng. Mà đơn á, tôi residue được. Phức á, thì tôi bắt buộc tôi phải cho hai giá trị để tôi tìm ra được B và C. Giả sử tôi tìm ra xong rồi, tôi đồng nhất sin với cos, tôi thu được là H2N. À, tôi có H2N, lúc này tôi thay vô đây thôi. Đây nè, đây là H2Z biến thành H2N. Còn cụm này là chẳng qua là nhân thêm z mũ trừ 3 với số 2 thôi. Đấy, như vậy là 2H2. Có trừ 3 thì biến thành là n trừ 3. Vậy chỗ nào có n của H2N, tôi thay bởi n trừ 3 vô là tôi đã được xong nguyên cái bài này. How do mọi người feel? Vậy là xong, như mình đã kết thúc luôn cái phần biến đổi Z ôn tập của mình luôn nha mọi người. Đã, cái bài này các bạn Nghiệp nhìn toán nặng quá ông ơi. sao cái bài này dễ không không? Với là nghiệp toán nặng quá, không làm được bài này đâu. Ủa, biến đổi là kỹ lắm nha. Trời, tôi mà tôi tính mà tôi muốn khùng luôn á. Em thấy bài này sao em?